Những năm gần đây, nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là thực hiện cơ giới hóa đồng bộ, giúp nhiều địa phương hình thành nhiều vùng sản xuất lúa hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình này tiếp tục được nhân rộng nhằm thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp. Cây lúa theo phương thức truyền thống với 6 sào ruộng, gia đình ông Trần Văn Bái ở hợp tác xã Nam Thành, xã Yên Thành, huyện Yên Mô phải mất những 3 ngày hoàn tất khâu cấy, còn chi phí hết gần 4 triệu đồng để mua giống, thuê nhân công. Nhưng ở vụ đông xuân năm nay, tham gia mô hình chuỗi giá trị đồng bộ, đưa máy cấy vào sản xuất, trong 30 phút gia đình đã hoàn thiện khâu cấy, vừa nhanh vừa giảm chi phí. Thì hàng năm như nhà tôi đây thì là phải thuê rất nhiều nhân công, thì mỗi một ngày nhân công thì thuê cấy thì là nó vào từ 250 đến 300. Bây giờ thì đưa máy vào thì thấy là về cái tiến độ thì công cấy là rất nhanh, nó phù hợp. Còn ngoài ra khi chúng tôi cấy xong rồi thì cái ngày nông nỗi giàn tôi đi làm với công việc khác để thu nhập, để giảm cái chi phí về cái thuê lao động nông dân như vậy. Đối với bà con nông dân ở hợp tác xã Nam Thành, xã Yên Thành, với diện tích gieo cấy gần 200 hectare lúa, việc đưa máy cấy thực hiện mô hình liên kết theo chuỗi là giải pháp để địa phương này đẩy nhanh tiến độ và gia tăng giá trị sản xuất. Tôi đã cơ giới hóa đến 70-80% rồi. Vậy thì chúng tôi cố gắng tiếp tục làm sao hoàn thiện trong những năm gần đây nhất, tức là để đồng bộ cơ giới hóa trong năm 2024. Đấy, mà chúng tôi thì đang có cái hình thành cái trung tâm mạ khay để phục vụ cho nhân dân, thì nó đáp ứng được cái công nghiệp hóa hiện đại hóa. Những năm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp từ khâu gieo cấy, thu hoạch, sơ chế đến chế biến như máy cấy, máy phun thuốc bảo vệ thực vật, máy sấy, máy cuộn rơm cho các hợp tác xã và bà con nông dân. Đến nay, tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất đạt trên 98%, gieo cấy gần 30%, chăm sóc, tưới trên 95%, phun thuốc bảo vệ thực vật 80%, thu hoạch đạt gần 95%. Chuỗi liên kết trong sản xuất lúa gạo đã được thực hiện thành công ở một số địa phương trong tỉnh, nhờ đó phát huy tối đa lợi thế, tiết kiệm chi phí, nâng cao thu nhập cho nông dân, đặc biệt nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh. Nghị quyết 32 của Hội đồng Nhân dân tỉnh với những chính sách ưu tiên trong phát triển kinh tế nông nghiệp một lần nữa khẳng định sự cần thiết, cấp bách để mở rộng cơ giới hóa, từng bước đồng bộ trong sản xuất lúa. Thì đây là những cái mô hình mà điểm để cơ giới hóa đồng bộ và nhân ra diện rộng ở các cái địa phương mà hiện nay mà chuyển đổi từ cái gieo thẳng sang phương thức cấy, và đặc biệt với cái cơ giới hóa đồng bộ thì trong đó là gắn với liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm, thì người nông dân được mua lúa tươi ngay tại đầu bờ và các doanh nghiệp là sẽ ứng giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cho người nông dân để giảm đi cái chi phí của người nông dân. Giai đoạn 2022-2025, Ninh Bình phấn đấu có 5.000 ha được hỗ trợ trong việc sử dụng giống mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ, theo chuỗi giá trị đồng bộ và cơ giới hóa. Trong đó, hết năm 2023, sẽ có khoảng 15-20% diện tích lúa sử dụng phân bón hữu cơ và áp dụng hệ thống cơ giới hóa đồng bộ